về tất cả các lễ hội diễn ra trong ngày 12 tháng 8 này. Thì không khí đại lễ đã được náo nức từ buổi của chú chị Hằng. Đây là đơn vị đẩy nước cam. Nước cam miễn phí nè quý anh chị. Hiện tại thì em đã đến được chùa Thới Sơn quý cô chú anh chị. Thì do ảnh hưởng thời tiết quý cô chú anh chị, cơn hoàn lưu của cơn bão Saiki vẫn còn hoạt động, nên hiện tại thì lễ Đức Phật Thầy Tây An lần thứ 168 năm, các cô chú trở về đây rất là đông vào ngày 10 này. Thì dù trời mưa, các cô chú vẫn đi và ăn uống với cô chú anh chị. Đây là trạm cơm số 2, trạm cơm chị Lan. Thì trong buổi sáng em có chia sẻ với cô chú anh chị về trại ruộng chùa Phước Điện Tử quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em, chiều hôm nay em di chuyển lại chùa Thái Sơn để chia sẻ cho các cô chú anh chị biết về tất cả các lễ hội diễn ra trong ngày 12 tháng 8 này. Thì không khí đại lễ đã được náo nức từ quý cô chú anh chị, hàng trăm ngàn người tới đây dưới trời mưa như thế này, và các cô chú đang ăn uống miễn phí tại đây, nhiều khi là có thể đem về luôn quý cô chú anh chị. Hiện tại ở đây cũng có xe đò nữa nghe quý cô chú anh chị. Bây giờ thì các chốt đã được thiết lập rồi, nay mai xe lớn không được vô đây. Con đường này chỉ được đi bộ thôi, cũng như đại lễ 18 tháng 5.
Dạ, 25 tháng 1 quý cô chú chị. Thì đây là đơn vị để nước cam. Nước cam miễn phí nè quý cô chú chị. Thì quý cô chú anh chị thấy lễ hội tại miền Tây, đặc biệt là thánh địa An Giang như thế nào, thì hãy cho em một comment để em có động lực cho ra những video tiếp theo. Thì đối diện bên trong đối với cô chú anh chị là nơi nghỉ ngơi của các cô chú anh chị ở xa tới đây để tới cúng viếng trong 3 ngày diễn ra đại lễ với cô chú anh chị. Thì dọc tuyến đường này các gian hàng đã đều được bán chưa gặp hết rồi, do trời mưa các cô chú che giữ đường ước với cô chú chị dọc đường này. Đây là tuyến đường mà về đình Thới Sơn, đình Thới Sơn và mộ của ông Đình Tây. Thì hôm nay tất cả các cô chú đang tập trung tại chùa Thới Sơn vì đây là nơi gốc của cô chú chị. Còn diễn ra đại lễ lần thứ 168 năm ở nơi gốc là ở Tòng Sơn. Tòng Sơn và đây rất là đông. Hôm qua và hôm nay thì gói trên dưới 6.000 đòn bánh tét. Thì các lễ hội tại An Giang, như lễ hội lớn nhất ở An Giang và cũng là miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, đó là lễ hội ông Ba Nguyễn Văn Thới, gói trên hàng chục ngàn đòn bánh tét, huy động hàng trăm ngàn người đến thực hiện công tác gói. Còn lễ Đức Cố Quảng trên dưới cũng hàng chục ngàn đòn. Còn lễ Đức Phật Thầy Tây An thì trên dưới 6.000 đòn. Nhưng mà các khách thập phương trở về đây cũng khá là đông để tưởng niệm Đức Phật Thầy Tây An có công khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, cũng như là trị bệnh cứu đời. Thì tóm lại là thân phụ và phụ mẫu của Đức Phật Thầy là ai, và ông Đoàn Minh Nguyên hay còn dân gian gọi là Đức Phật Thầy á là ai, thì em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng nghe lại tiểu sử của Đức Phật Thầy và thân phụ thân mẫu của Đức Phật Thầy tại kênh YouTube Đây Đó Phú Tăng, cũng như là trường Hòa Hảo quý cô chú anh chị. Thì sau đây em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng vào bên trong chùa Thới Sơn để xem quang cảnh của các cô chú đang chuẩn bị các công đoạn diễn ra trong ngày hôm nay như thế nào. Thủ đoạn trộm cắp xe gắn máy, lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người quản lý xe gắn máy như dựng xe không sử dụng khóa chống trộm, không có người trông coi, hoặc thậm chí nạn nhân còn gắn sẵn chìa khóa trên xe. Đối tượng dùng chìa khóa vàng đang còn để phá khóa trộm xe. Đối tượng trộm cắp làm giả thẻ giữ xe, đánh cháo, ghi thêm. Thì đối diện bên hông chùa Thới Sơn thì sẽ có chạm cơm số 3 và chạm cơm số 2, chạm cơm số 4 quý cô chú anh chị, sẽ phục vụ quý cô chú anh chị và bạn 24/24 đây tới hết đại lễ. Và hiện tại thì hôm qua thì các anh các chú đã thực hiện
công tác làm mô hình trái cây, hình rồng. Quý cô chú anh chị, rồng phụng thì hôm nay đã có dựng trước sân chùa này quý cô chú anh chị. Dù trời mưa như thế nào thì các cô chú anh chị và bạn cũng tới đây giếng rất là đông. Thì đây là quang cảnh sân chùa nè, trước sân chùa nè quý cô chú chị. Đây là bàn thông thiên thì các anh các cô các chú hôm qua đã cắm bông hết rồi. Dạ. Hiện tại thì các cô chú đang cúng trước chánh điện. Thank you.
Thì hôm qua tất cả các cô chú anh chị đã cắm bông, ngày hôm nay đã hoàn tất, đã dâng lên các ngôi thờ của cô chú anh chị. Còn đây là ngôi thờ Đức Quan Âm. Đây là ngôi thờ của Phật Thầy của cô chú anh chị. Thì hôm nay các cô chú tới đây cũng rất là đông. Để cúng viếng Đức Phật Thầy Thầy An nhân dịp lễ lần thứ 168 năm ngày viên tịch của Đức Phật Thầy 12 tháng 8 năm Bính Thìn quý cô chú chị. Đây là ngôi thờ của Quyền Tổ. Còn đây là bàn thờ Tổ Quốc. Và tại đây cũng có cho thỉnh trọn bộ cuốn giảng hiển đạo của thanh sĩ, sám giảng người đời nữa nè quý cô chú anh chị, của sư giải Bán Khoai. Rất là nhiều quý cô chú anh chị. 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy Tây An. Và nơi đây cũng có cho thỉnh giấy vàng nữa. Và nước uống đi. Cô chú anh chị thành lòng nước đã nên hồ hữu tâm trí đức cam lồ Phật quang. Đây là ngôi thờ 214. Đây là những tác phẩm mà các cô, các chú, các anh, các chị hôm qua đã hoàn thành với cô chú chị. Hôm qua em có quay công tác chuẩn bị rất là đẹp này với cô chú chị. Thank you.
quán nãy vô treo coi chùa Thới Sơn quý cô chú anh chị. Và để hưởng ứng không khí đại lễ lần thứ 168 năm của Đức Phật Thầy Tây An, thì Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh trưng bày triển lãm sách tại bên hông chùa Thới Sơn quý cô chú anh chị. Và đây là hàng trăm cái võng để cho quý cô chú anh chị và bạn tới đây để nghỉ ngơi và uống nước quý cô chú anh chị. Đây nguyên cái tiếng mà em quay trước màn hình camera thì là võng cho các chú nghỉ ngơi, và còn đây là các chú các cô tá túc qua những ngày đây diễn ra đại lễ quý cô chú anh chị. Đọc một quyển sách, học ngàn điều hay. Còn phía trước kia là các cô chú ở xa che tum che liều để nghỉ ngủ qua đêm. Thì hàng năm năm nào cũng vậy quý cô chú chị, trước sân mà trước màn hình camera quay á là nơi đó sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa vào những ngày
diễn ra chánh lễ. Thứ 168 các vị cũng ở Long Xuyên. Giờ đây thì cuộc thủ mô hình là cũng để cũng mời quý vị tới 1, 2, 3 rồi khoan để một cô xa chút xuống được đây. Chuẩn bị 1, 2, 3 quá đẹp. Ồ, các cô có cái khai đẹp quá, rất tấm lòng người đi cũng đúng mặt thời trang. Các cô với tinh thần như thế nào đó một chút rồi cô chính giữa. Đây là lễ cung kính của Đức Phật Tổ, Đức Phật Thầy, con dòng giống tiên trở về miền Việt Nam để làm dự cái hội của Đức Phật Thầy, để nhớ những lời Thầy dạy, trở về chân tâm Phật tánh mà tu cho kịp rồi chiều chiến cuối mà cho trở về đúng hội năm qua, đừng có mà vì cơm áo gạo tiền bận bịu mà không cung kính Đức Phật Tổ, Đức Phật Thầy. Vì Ngài là một vị Phật để mà giáo pháp, để cho con dòng giống tiên nhớ ngày kỷ niệm của ông mà trở về đây để mà lòng cung kính ông. Quá hay cho rồi, cảm ơn, cảm ơn ba vị có lòng quá. Dạ, phía sau đây là nơi tiếp đãi các cô chú tới đây để ăn cơm với cô chú chị. Và dạ, nơi đây là chỗ nghỉ ngơi của các cô chú ở xa tới đây để ngủ nghỉ. Dạ, xin. Thì trên lo phóng thanh có đọc lại tiểu sử của Đức Phật Thầy Tây An quý cô chú chị. Còn nơi đây là các công đoạn chuẩn bị để tiếp đãi các cô chú, gồm có củ hủ dừa. Nơi đây là nhà bếp này quý cô chú chị. Thì các cô ở đây là đang làm bánh bao. Nhưng bánh bao bên đây các cô cán ra. Rồi nắng lại. Đi đâu tờ hỷ giữ dặn tờ nhưng trai quý cô chú chị. Còn bên đây đang khuấy bột. Còn đây là nồi hấp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhớ mà đưa cho tao coi với kỹ thì sợ giọng nó tử nha. Dạ thì đây là sân khấu của cô chú chị để phục vụ cho những ngày diễn ra đại lễ, để tái hiện lại những sự kiện mà Đức Phật Thầy tan giáo hóa chúng sanh và trị bệnh độ đời của cô chú chị. Dọc tuyến đường này thì rất là nhiều gian hàng bán nè quý cô chú chị, thì giờ này do mới mưa xong nên cũng lai dai. Tối nay nếu không có mưa thì sẽ đông lắm quý cô chú chị. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú chị và các bạn cùng vào bên trong các chạm cơm để em chia sẻ quan cảnh mà các món ăn để đãi cho quý cô chú anh chị trong những ngày diễn ra đại lễ. Thì hai chạm cơm cặp kè đó là chạm cơm số 4 và chạm cơm số 3. Và trước thì chạm cơm thì có cấp phát nước. Cà phê, học é, đồ đủ thứ với cô chú chị. Đó là khác. Đó là phải khác. Dạ, phải rồi, quá hay. Cậu mình đi được bao nhiêu rồi? Còn đây là phần cơm tự chọn. Thì em đi quay lại ở đâu thì em cũng thích nhất là phần cơm tự chọn. Mình muốn ăn gì mình gấp với cô chú chị. Mình muốn ăn cơm nhiều thì kêu các cô cho xin thêm. Đây là những món ăn tự chọn. Hay còn gọi là buffet quý cô chú chị. À, đậu đũa, cải, xào đường biển, đủ thứ đầy đủ các món ăn hết. Còn bên trong đây là canh chua. Cái gì 5-6 gia, bữa nào thì 5-6 gia. Này phải chạm cơm sáng nhãn không con? Dạ. Còn phía sau đây là bánh xèo của tôi cũng chị. Phía sau là bánh xèo quay nha. Hồi sáng thì bánh xèo truyền thống không có quay.
Quay như vậy đi cô chú chính gì thì cái nào chín thì bắt đầu xớt ra dĩa, dứt ra dĩa rồi bắt đầu cho bột vào, cho bột vào dĩa, cho bột vào chảo với cô chú chị. Chảo này toàn bộ là chảo chống dính. Xong rồi bắt đầu mình để nhân vô chính là mình để ra dĩa luôn. Dĩa rau rất là ngon nè quý cô chú anh chị. Bên kia gỗ rau rồi. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú anh chị cùng qua trạm cơm số 3 để xem trạm cơm số 3 hôm nay tiếp đãi quý cô chú anh chị món gì. Thì hàng tấn rau củ quả được vận chuyển tới đây nè quý cô chú anh chị. Các cô hiện đang làm con quả. Cô bao là bún. Còn đây là tôi nhận kho quý cô chú chị. À, chạm cơm phố Bắc Sáu Nhiều. Mà đã đãi rồi được không chị? Bởi vì người của tụi mới á, chỗ mới đãi tốt hơn chỗ cũ đó. Dễ được rộng rãi. Cho nên khách quên ta lại có xe vừa có chỗ xe đậu mà vừa đầy đủ phương tiện. Ô vậy là em quá rồi. Mặt trời xe chẹt. Như vậy là chỗ đó người ta có để dành mình tới tới không? Có. Ồ đúng quá. Ồ lý quá. Có nghĩa là đăng ký là con quả hoài tới luôn. Vậy có gì đó hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiện tại thì em tạm sờ xa gọn kia tay với hai đơn vị chạm cơm số 3 và số 4 để chia sẻ cho quý cô chú chị và bạn các chạm cơm và cũng như các chạm đợi bánh xèo và các chạm khác ạ. Còn đây là chặng cơm số 2 với cô chú anh chị. Do ở đây hát nhạc em sợ bản quyền nên em không có vô chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Em sẽ đi dọc con đường này để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn và các khách thập phương và các cô chú anh chị đi hành hương tới đây. Bên hông đối diện nhà ăn của chùa Thái Sơn có chạm cơm rất là hoành tráng của cô chú anh chị. Phía sau thì củi nè và các rau củ quả được tập kết tới đây rất là nhiều, rồi bạc cà bún súng, rau muống xả, các cô đang làm các phong quả như quý cô chú anh chị đã thấy trong video nè. Dọc tuyến đường này rất là đông các gian hàng được bày bán hàng quý cô chú chị. Ở đại nước miễn phí. Chạm cơm chị ơi. Bánh xèo hữu duyên tốt nhất ở Phú Hiệp với cô chú chị. Bánh xèo nhà cơm dạ. Quý cô chú anh chị các bạn đi cái đồ này thì hãy ghé lại ủng hộ bánh xèo hữu duyên tốt nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyên tuyến đường này thì nói tới mộ ông Đình Tây và Đình Thế Sơn quý cô chú anh chị, còn cũng không xa nữa thì các cô chú anh chị đi tới đây đều được mua sắm và ăn uống miễn phí trên đường này, rất là nhiều trạm ăn uống quý cô chú anh chị. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng em đến Đình Thế Sơn ạ, và mộ Đình Tây. Em xin chào ạ. Dạ thì em đã tới được mộ của ông Đình Tây quý cô chú chị. Tuyến đường này là tuyến đường về chùa Thế Sơn và về chạy ruộng. Thì phía trước mộ ông Đình Tây thì có đoàn từ thiện xã Mỹ Phú cơm nước uống miễn phí, và cặp bên đó là bánh xèo tám thi quý cô chú chị. Video hôm qua thì em đã có chia sẻ cho quý cô chú anh chị và bạn về hai điểm đãi tại chỗ này. Chúng ta lên đây xem thử coi cái gì mà bu đông đông vậy với cô chú chị. Bánh tiêu. À, ở đây là cho bánh tiêu. À, hết rồi. Rất là đông. Ở phía bên trong thì nước uống và bún miễn phí. Thì quý cô chú anh chị khi mà tới Thánh Địa Hòa Hảo và cũng như là Thánh Địa An Giang, các lễ hội lớn của Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hảo thì đều được ăn uống miễn phí, có khi là mang về luôn quý cô chú anh chị. Trà đường. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú chạy vào bên trong đơn vị chú Tám Thi đảo xèo ạ. À, ở đây đại cơm cơm sườn quý cô chú chị, sườn rất là ngon. Đây là sườn tôm chứ không phải sườn mặn. Vị cơm gồm có cơm nè, dưa rau muống với mì sườn, sườn chay. Dạ dạ. Từ từ tới. Đây là quay hai mặt chám nữa kìa. Dạ. Dạ dạ. Thì quý cô chú anh chị có đi viếng mộ ông Đình thì ra đây ăn uống với cô chú anh chị. Đây là đơn vị xã Mỹ Phú của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang quý cô chú anh chị. Đây là hành. Còn đây là hai đòi cháo rất là bự. Cháo tương. Hai cái luôn. Dạ, hai kênh. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi mình vô bên trong đây là các cô đang làm gì đây? Các cô chú đang làm gì đây? À, bên đây thì các cô chú đang gọt và lặt rau. À, còn đây là các cô các chú đang chiên bánh tiên. Đây bánh tiêu đây.
À, hai cô cán bánh tiêu, bánh tiêu gồm có bột và mè, cán xong cho vô thau, chiên nó phình lên gì. À, tất cả cô chú tới đây đều thích ăn bánh tiêu nhất, hầu như lễ nào cũng bánh tiêu là đắt nhất với cô chú chị. Hai cái thau chiên như vậy mà còn đãi không kịp nữa. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú anh chị lên đơn vị bánh xèo tám thi. Bánh xèo hôm nay chắc chưa đãi quá quý cô chú anh chị. Thấy chảo úp bị chân rồi nè. Rau củ thì rất là đông. Mà bên trong hình như là làm tàu hũ ấy. Các cô đang gọt củ hủ dừa với măng. Bữa nay chưa đãi sao cô? Cô ơi, bữa nay chưa đãi sao? Dạ. Thì là đơn vị bánh xèo tám thi đã đãi rồi, nhưng mà mới nghỉ cho chúng tiền. Và đây là toàn bộ quan cảnh hai đơn vị bánh xèo tám thi và đơn vị xã Mỹ Phú tiếp đãi quý cô chú anh chị tới đây dự lễ Đức Phật Thầy Tây An lần thứ 168 năm tại mộ của ông Đình Tây. Sau đây em mời quý cô chú anh chị và bạn cùng vào bên trong mộ của ông Đình để tham quan và lễ bái. Ông Đình là vị đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An, và ông là chủ nhân của con sấu năm chèo mà truyền thuyết nhân gian gọi là sấu năm chèo ở với cô chú chị, mũi đỏ năm giò. Thì dọc tuyến đường này đều có các gian hàng ăn uống hết với cô chú anh chị, và các gian hàng bày bán luôn. Rồi đây là mộ của ông Đình Tây. Đây em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng vào bên trong ngôi mộ. Thì quý cô chú anh chị hành hương về lễ dỗ của Đức Phật Thầy Tây An thì tất nhiên là không bỏ qua những điểm cúng dính tâm linh như thế này, gồm có mộ của Đức Phật Thầy Tây An tại núi Sam và trại ruộng chùa Thới Sơn, đình Thới Sơn, và mộ của ông Đình Tây, đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Thì tương truyền rằng thì ông Đình Tây
là vị đệ tử Đức Phật Thầy Tây An. Khi mà được lệnh của Đức Phật Thầy Tây An vào trong đồng để đỡ đẻ cho vợ anh sinh, khi mà anh sinh đi ngoài đồng bắt rắn bắt rùa để độ nghịch trong gia đình, thì ông Đình Tây nhận lệnh của thầy tới để đỡ đẻ. Thì sau khi đỡ đẻ xong thì ông Đình thấy tên sinh về trong giỏ có trong giỏ có rất là nhiều con vật, mà đặc biệt đó là con sấu năm chèo, con sấu mà nhân dân thường gọi là năm chèo ở quê con chú chị, mũi đỏ năm giò, da thì ở trên bóng không sàn xùi. Thì ông bèn hỏi mua, nhưng vì ông Đình đã có công đỡ đẻ cho vợ mình nên tân sinh đã tặng cho ông Đình con sấu, và ông Đình đem về phe với Đức Phật Thầy. Thì Đức Phật Thầy biết đó là lỗi sấu thần, sau này sẽ nhiễu hại dân chúng rất là nhiều khi mà thời cơ đến với cô chú chị. Đức Phật Thầy kêu ông Đình giết nó đi, nhưng ông Đình có duyên với sấu nên ông lén Phật Thầy nuôi sấu được 3 năm thì sấu lớn quá tài, liền sấu cắn gãy bỏ một chân, hiện tại còn lại 4 chân. Và ông sấu thường xuống dùng láng để phá sớm phá làng, ăn bắt gà bắt heo ăn. Một bữa nọ thì dân báo, thì Đức Phật Thầy ông Đình về bẩm với Đức Phật Thầy. Đức Phật Thầy truyền cho ông các loại vũ khí để thu phục sấu, nhưng mà sấu là sấu thần có tánh linh, thì khi mà được biết là ông Đình tới bắt thì sấu đã ẩn mình không lên. Và khi ông Đình về thì sấu trường lên phá sớm phá lặng, thì ông Đình được nhân dân báo thì tới thu phục nữa, nhưng mà sấu đã lặn thêm nữa, lặn mắt thêm lần nữa. Và trên đời ông Đình nói một câu: với sấu thần, nếu ngươi chưa tới số thì hãy ẩn nhẫn chờ thời, còn như ngươi đã tới số thì lên đây cho ta thu phục. Thì từ đó cho tới giờ thì sấu đã gần mắt không biết là nơi đâu. Nhưng khi tới đại đệ tử của Đức Phật Thầy đó là Đức Cố Quản Trần Văn Thành bị giặc Pháp bao dây không lối thoát, thì ông sấu đã trường lên và giặc lao sậy cho Đức Cố thoát thân, thoát khỏi vòng dây của quân Pháp. Và kể từ ngày đó thì Đức Cố Quản đã vắng mặt tới ngày hôm nay, và ông sấu cũng lặng mắt. Nhưng mà trong sấm giảng thi văn của giáo lý Đức Thầy Phật giáo Hảo có cho biết đó là: con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thích tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con người thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người phùng là ai. Thì đó là sự tích về sáu năm chèo mà được ông Đình nuôi quý cô chú anh chị. Còn
Chút nữa đây em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị và bạn nơi mà nuôi sấu năm chèo. Thì sau đây em xin mời quý cô chú anh chị các bạn xem quan cảnh phần nội của ông Đình, cũng như chút nữa đây em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị và bạn về phần mộ của Đức Phật Thầy Tây An tại núi Sam. Đó là món chó nó bên trong hiện còn thờ những bảo vật của Đức Phật Thầy truyền cho ông Đình Tây quý cô chú anh chị, gồm hai cây lao, một cây mung cổ phụng, một lưỡi câu bắt, một đường dây băng để dùng để thu phục sáu năm chèo của cô chú chị. Đây đây là hình ảnh của sáu năm chèo. Đây là ông Đình đỡ đẻ cho vợ tên Sinh như nãy em có chia sẻ đó. Rồi anh Sinh tặng cho ông Đình con sấu và ông Đình về nuôi tại hồ. Quý cô chú anh chị. Rồi sau đây là em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng về Đình Thế Sơn để xem quan cảnh trong ngày 10 tây mùng 10 tháng 8 này tại Đình Thế Sơn các cô chú anh chị tới viếng như thế nào. Con xin mời. Dạ thì em đã tới được Đình Thế Sơn quý cô chú anh chị. Đây là hướng ra cổng đình và trên đây đó là khu du lịch núi Ông Két. Còn hướng này là hướng về chùa Thế Sơn và chạy ruộng của Đức Phật Thầy. Thì nguyên dọc tuyến đường này nè quý cô chú anh chị, thì các gian hàng đã được dựng lên và che gặp bày bán rồi quý cô chú anh chị. Và dọc tuyến đường này cũng dọc tuyến đường này luôn là các trạm đãi cơm, bánh xèo, bún riêu, nước miễn phí đều được cấp phát cho các cô chú anh chị tới đây để hành hương. Và bên trong đây là Đình Thế Sơn. Chút nữa em vô trong em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị về quan cảnh các cô chú đến đây để cúng Đình Thế Sơn và cũng như là giếng lại cái hồ mà nuôi ong sấu năm chèo, nhân gian còn gọi là năm chèo quý cô chú anh chị. Thì trong những ngày qua trên kênh Trường Hòa Hảo và đây Đốc Phú Tăng thì em có chia sẻ về truyền thuyết ông sấm ông xét và ông sấu năm chèo mà có gắn liền với thời kỳ mà Đức Phật Thầy Tây An giáo hóa độ chúng quý cô chú anh chị. Rồi sau đây em xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng vào bên trong đình ạ. Em xin mời. Dạ thì em đã vào được bên trong sang Đình Thế Sơn rồi quý cô chú anh chị. Đây là hồ nuôi ong sấu năm chèo quý cô chú anh chị, và phía sau đó là phần mộ của ông Bùi Tăng Chủ, Bùi Thiền Sư Tăng Chủ. Thì hôm nay diễn ra đại lễ lần thứ 168 năm
ngày Đức Phật Thầy Tây An viên tịch với cô chú anh chị, thì cả ba nơi tại đây đều các cô chú anh chị tới đây hành hương rất là đông. Thì tại đình Thế Sơn thì các cô chú anh chị cũng lưu trú nghỉ ngơi tại đây. Đây là nơi mà trước kia là ông Đình Tây nuôi 6 năm chèo. Và em sau đó xin mời quý cô chú anh chị và bạn cùng vào tham quan bên trong đình quý cô chú anh chị. Thì cặp xung quanh đây thì có các ngôi thờ. Được bên trong đình quý cô chú anh chị, trên những vách tường thì có phát họa lại những hình ảnh sự tích khi xưa quý cô chú anh chị. Dạ, đây cũng có tiếp đẩy quý cô chú anh chị và các bạn tới cúng đình quý cô chú anh chị viếng đình. Đây là rạp đãi ăn uống và phía sau thì có các củ quả được tiếp tế quý cô chú anh chị. Các cô chú anh chị làm công quả phía sau. Rồi sau đây em xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và xin được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và bạn ở những video lễ lần tiếp theo. Em xin chào ạ.
Trước khi quý cô chú anh chị rời đi thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có động lực cho những ra những video lễ tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ạ.